Xin chào các bạn, hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một video với background như thế này, chuyển thành như thế này, và tất cả mọi thứ đều được làm ở trong AI. Cùng xem nhé. Bước đầu tiên là các bạn hãy quay một short video của các bạn bằng điện thoại hoặc là bằng máy ảnh ha. Thì để đáp ứng cho việc chúng ta có thể điều chỉnh được background thì short quay của các bạn nên được cố định lại bằng tripod ha, để chúng ta có thể điều chỉnh được phần background sau này. Các bạn nên tránh cái việc mà quay background mà có sự nhiễu động như thế này hoặc là bị di chuyển nhiều quá thì chúng ta sẽ không thể nào mà điều chỉnh được ha. Đó là bước thứ nhất chúng ta sẽ quay. Sau đó khi mà bạn quay xong bước thứ nhất này thì chúng ta sẽ tiến hành qua bước thứ hai là chuyển một video đó trở thành những hình ảnh mà chúng ta có thể đưa AI vào để chúng ta có thể điều chỉnh phần background. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng một công cụ tên là Whitmeet. Thì các bạn sẽ thấy search Google là Whitmeet.app và nó sẽ ra một cái công cụ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tải video của chúng ta lên. Đầu tiên thì mình sẽ có một video như thế này. Giả sử video này là video mà mình đang quay theo dạng đứng ha, và mình muốn chuyển video dạng đứng này thành một video dạng ngang luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trang web là whitmeet.app. Các bạn tải video chúng ta lên. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu export ra trước để chúng ta lấy được cái hình ảnh đầu tiên ở trong video này. Các bạn kéo về cái thanh số 0 ha, và chúng ta sẽ export. Và ở đây chúng ta sẽ chọn là PNG ha. Và ok, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một hình ảnh và nó sẽ như thế này. Tức là hình ảnh của mình đang đứng ở giữa và hai bên thì đang là hai cái nền trắng ha, chưa có gì hết. Còn nếu như các bạn muốn thì các bạn cũng có thể, đầu tiên các bạn có thể quay một cái video dài trước. Còn đây mình sẽ demo cho các bạn cách này để các bạn có thể quay video ngắn hay dài thì chúng ta đều có thể điều chỉnh được. Tiếp theo chúng ta sẽ vào trang web của Adobe Firefly. Đây là một trong những công cụ của nhà Adobe ha, có thể cho chúng ta tạo những hình ảnh từ văn bản hoặc là những tính năng khác, ví dụ như làm những cái hiệu ứng chữ như thế này. Ngoài ra họ cũng có tính năng là Generative Fill nè, thì để chúng ta có thể điều chỉnh một thành phần nào đó trong bức hình. Chúng ta sẽ bấm vào đây trước và chúng ta sẽ upload hình chúng ta đã làm ở trong Whitmeet. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái khung hình như thế này và hai bên sẽ trống ha. Đầu tiên mình sẽ fill phần trắng này để nó trở thành một cái background trước. Thì các bạn sẽ chọn vào đây, bấm S ha. Các bạn sẽ bắt đầu cái bằng tô. Các bạn tô hết cái phần nào mà chúng ta cần fill ha. Muốn fill tiếp phần ở đây thì chúng ta cứ tiếp tục fill thôi. Mình đã tô xong phần background này. Bây giờ mình sẽ điền room vào đây. Nhưng mà nếu như các bạn không điền room như hết á, các bạn bấm generate á, thì nó sẽ tạo ra cho các bạn background dựa trên background có sẵn ha. Đây cũng là một trong những công cụ mà mình thường sử dụng để điều chỉnh những bức hình có sẵn của chúng ta. Adobe Firefly thì sẽ cho bạn một tháng là khoảng 25 credit để chúng ta sử dụng, và hết 25 credit này thì tháng sau nó sẽ reset lại cho chúng ta ha. Ok, các bạn có thể thấy là nó đã dựa vào nền cũ chúng ta và sẽ tạo ra một cái nền mới, một cái background mới cho các bạn. Các bạn đã thấy chưa? Ở đây nó sẽ có những cái phần mà bị loang lổ và nó màu nó khác ha. Thì một chút nữa chúng ta sẽ đưa những thành phần khác vào đây để cho nó phù hợp. Rồi ok, mình sẽ chọn tấm hình nào mình thấy ok. Nếu mà các bạn chưa thấy tấm hình nào ổn thì các bạn có thể bấm More vào đây thì nó sẽ tạo lại ha. Còn nếu mà được rồi thì chúng ta sẽ bấm Keep. Rồi giả sử như ở đây mình muốn ở bên phải khu vực này đi, nó sẽ có một phần để decor bức tường, thì mình có thể bấm vào S ha, và mình sẽ để đây, mình sẽ tô luôn cái phần này. Mình muốn ở đây nó là một cái decor gì đấy thì mình có thể điền ở đây một từ là wall decor để xem nó sẽ để gì. Hoặc là các bạn muốn một bức tranh canvas thì các bạn có thể điền canvas picture chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ điền vào, chúng ta sẽ tạo một cái phần nằm ở trên những cái chỗ nào mà các bạn muốn ha. Đó, nó đã tạo cho mình một số hình như thế này, ví dụ như thế này. Đấy, giả sử như mình chọn hình này chẳng hạn, tiếp lại ha. Rồi phần bên trái này mình muốn để là một giá sách đi chẳng hạn, thì mình sẽ đưa lên đây, mình sẽ để lên đây một phần là một cái kệ sách ha. Kệ sách, mình muốn một kệ sách nằm ở khu vực này. Các bạn cứ tô vào phần nào mà các bạn muốn á, thì chúng ta sẽ bắt đầu điền vào room vào trong đây. Thì ví dụ như mình sẽ điền ở đây là một cái bookshelf. Nice bookshelf. Generate. Hình này chưa thấy ổn lắm ha, nên mình sẽ bấm More để mình có thể tạo thêm những hình khác.
Ok, cái bookshelf này mình thấy cũng khá là ổn ha, mình sẽ giữ bookshelf này lại. Tiếp đấy. Những phần ổ điện nè, mình sẽ remove nó, thì mình sẽ bấm vào đây và mình remove nó thôi. Các bạn chỉ cần tô phần này và các bạn chỉ cần bấm lên generate thôi, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những hình ảnh liên quan dựa vào những gì có sẵn. Các bạn sẽ không cần bấm room nữa. Giả sử khi nào mà các bạn cần điền hoặc là thêm một thành phần nào đó thì chúng ta mới điền room. Còn nếu chúng ta không cần gì, không cần thêm gì hết á, thì sẽ Adobe Firefly á, sẽ tự động nó dựa vào những hình ảnh có sẵn và nó sẽ thêm chúng ta ha. Bây giờ giả sử mình muốn khu vực này là một cái cây thông Noel đi, thì mình sẽ để đây, mình sẽ tô lên đây ha, để coi cây thông Noel thì nó sẽ hơi cao lên chỗ này tí. Thì mình sẽ điền, mình sẽ tô đây và mình sẽ điền là Nice Christmas Tree Decor ha. Sau đó bấm Generate thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái cây thông Noel đây chẳng hạn. Ok, mình sẽ giữ lại hình này. Và cái phần bên phải nè, thì mình thấy phần background phía dưới này cũng còn khá là trống, nên mình muốn để một cái phần gì đó ở dưới đây. Ok các bạn cứ thêm vào đây những thành phần nào mà các bạn cần á, thì các bạn có thể thêm vào đây nhé. Sau khi làm xong tất cả thì chúng ta sẽ download về và chúng ta sẽ download hình ảnh này về. Bước tiếp theo là các bạn hãy đưa phần background của chúng ta đã tạo từ trong Adobe Firefly vào lại trong Whitbit này, và chúng ta sẽ kéo nó ra dài với cùng với độ dài của video bên dưới. Thì đây các bạn sẽ play thử nè. Thì nhân vật trong đây sẽ không có di chuyển được đương nhiên rồi, tại vì hình ảnh chúng ta đang chèn layer đó trên cái layer của video mà, layer video nằm phía dưới đây. Thì các bạn sẽ xóa phần hình ảnh ở trên của nhân vật và chúng ta chỉ giữ lại cái phần background thôi. Thì chúng ta sẽ dùng một công cụ là mask ha. Bạn nhấp vào hình ảnh này, chúng ta sẽ nhấp vào đây, chọn công cụ mask. Bạn có thể điều chỉnh size lớn nhỏ như thế nào đấy. Chúng ta sẽ tô những phần của nhân vật ha. Ví dụ như đây, mình sẽ tô phần bóng trước nè, nguyên phần này. Các bạn thấy chưa? Chúng ta cũng có thể tô rộng hơn một tí, tại vì khi mà nhân vật nói thì có thể là đưa tay đưa chân. Rồi sau khi mà tô xong hết á, các bạn sẽ xem lại nha, thành quả chúng ta sẽ như thế nào. Đấy, thì nhân vật đã được làm và đã được nằm ở trong một cái background mới hoàn toàn bằng AI chúng ta đã làm. Với cách làm như trên á, thì các bạn có thể làm được nhiều background khác. Ví dụ như các bạn có thể đứng ở bãi biển này, hoặc là đứng ở trong những khu rừng rậm này, hoặc là thậm chí đứng ở trong những gara xe ô tô để chúng ta có thể quay video ha. Thì đây là một trong những cách mà chúng ta có thể sử dụng được. Nếu như các bạn thấy video này hay á, thì cho mình xin một like, một subscribe video này nhé. Và nhân tiện mình cũng có một khóa e-learning về AI để các bạn có thể học thêm nhiều kiến thức về AI, cũng như là cách tư duy sử dụng các công cụ AI như thế nào, làm ra những video, những sản phẩm, những hình ảnh, những bài viết rất là chất lượng. Thì các bạn có thể xem tham khảo khóa e-learning của mình ở dưới phần comment ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.